rắc ngàn thu hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đêm vui với đời. Kia trong vạt nắng, mặt xuân tràn dâng. Khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cũng bao mùng sáng. Bướm say duyên lành, thăm tô trời xuân. Bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi làng. Và nghe gió về, lòng thiết tha như muốn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không quên lời than. Sầu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm chán chưa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Cùng đón Chúa xuân đã sáng xuống chân. Thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng. Kiếp hoa biết thay đổi hương phấn. Nào ai hững hờ, xuân vẫn ngóng chờ. Tới đây nắm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân vô tuổi thơ. Đền Quán Thánh là một di tích lịch sử văn hóa quan trọng thuộc đất phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đền Quán Thánh được tạo dựng từ đời vua Lý Thái Tổ năm 1010 tới năm 1028 để thờ thánh Huyền Thiên Trấn Võ, vị thần trấn giữ phương Bắc. Vì thế còn có tên là Đền Trấn Võ, Quán Thánh Trấn Võ hay Quán Thánh. Tọa lạc bên Hồ Tây trong một khuôn viên đẹp đẽ và rộng lớn, trang nghiêm gần ngay cửa Bắc Kinh Thành. Đây là một trong bốn Thăng Long tứ trấn ngày xưa. Các bộ phận kiến trúc hiện nay là kết quả của lần trùng tu lớn hồi thế kỷ 19, bao gồm tam quan, sân, ba lớp nhà tiền tế, trung tế và hậu cung. Ở đây có pho tượng bằng đồng đen cao gần 4 mét, nặng khoảng 4 tấn, đúc năm 1677, để thể hiện oai linh của Thánh Huyền Thiên Trấn Võ. Hoa xuống đời, vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đêm vui với đời. Kia trong vạt nắng, mặt xuân tràn dâng. Khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cũng bao mùng sáng. Bướm say duyên lành, thăm tô trời xuân. Bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi làng. Và nghe gió về, lòng thiết tha như muốn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không quên lời than. Sầu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm chán chưa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Cùng đón Chúa xuân đã sáng xuống chân. Thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng. Kiếp hoa biết thay đổi hương phấn. Nào ai hững hờ, xuân vẫn ngóng chờ. Tới đây nắm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân vô tuổi thơ. Trong đền Quán Thánh trước tượng ông Trọng thì chúng tôi thấy có mọi người có một cái việc rất là lạ, là mọi người dùng tờ tiền để mà chà vào cái chân của tượng rồi sau đó chà vào mặt. Thì chúng tôi sẽ hỏi một vị cao niên để hiểu thêm về cái tục lệ này nó như thế nào. Đây là cái tục lệ của ngày xưa,
Tức là đến xoa chân cụ để xin cái sức khỏe, xin về học tập rồi đào các thứ, và nói chung là gia đình an khang thịnh vượng. Nói chung là đây là một cái tượng rất là, cái đền rất linh thiêng ở Hà Nội, và cái tục này có từ lâu lắm rồi. Thế bọn tôi cũng chỉ là những người đi theo thôi, và bây giờ các cháu đưa các cháu đến cũng xin cái đó khỏe mạnh và thứ. Nói chung thì là đấy là một cái niềm tin của mọi người. Và đầu năm mới thì ai cũng tin rằng là mình muốn có một sức khỏe dồi dào, một cái gia đình hạnh phúc, một cái sự an khang thịnh vượng trong năm mới. Và chúc mọi người cũng đều như chúng tôi là hy vọng là có một niềm tin mới trong năm. Nhân tiện hôm nay là ngày mùng 1 Tết thì ông có thể chia sẻ là ngày hôm nay đi chùa như thế nào rồi và chương trình còn lại của ngày như thế nào? Thì sáng nay thì chúng tôi đi gia đình ở Thanh Xuân đi qua chùa Phúc Khánh, đi qua đền cây chùa Tảo Sách, xong rồi qua phủ Tây Hồ, và bây giờ quay lại đây, xong rồi chúng tôi chuẩn bị về chỗ Hồ Gươm thờ Trần Hưng Đạo. Nói chung thì là ngày mùng 1 thì mình, thường thường nhà tôi là gia đình là đi vãn cảnh chùa, mùng 2 thì mùng 3 thì bắt đầu thăm họ hàng gia đình, thăm mọi người. Kiệt trong vạt nắng mặt xuân tràn dâng, khóm hoa nhẹ rung môi cười thẹn thùng cùng bao mùng sáng, bướm say duyên lành thắm tô trời xuân, bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lành.